Cái này nó xuất phát từ cái câu hỏi của cái bạn ở trên trên TikTok. Cái video này được được thực hiện theo cái, nói chung là mình cũng chả giấu gì các bạn. Các bạn nào theo dõi tôi thì nói thật ra là cái tính tôi chả giấu cái gì. Tôi nói cái gì thì tôi vẫn nói đúng sự thật. Tôi giúp đỡ được ai, tôi hướng dẫn được ai thì tốt. Còn đối với các bạn mà nói, hầu như tất cả chúng ta thì đều muốn trăn trở cái vấn đề là kiếm thu nhập làm sao cho nó thu nhập nó cao. Nhưng mà thường là mọi người không chú trọng đúng cái vấn đề ý và không có ai có thể dẫn lối cho các bạn được. Các bạn hay bị mù mờ trong cái vấn đề để như thế kiếm thêm thu nhập. Và hầu như chúng ta đều là những người bán hàng. Nếu các bạn đi làm công ty thì chúng ta là bán hàng sức lao động. Nhưng tại sao chúng ta bán hàng không tốt, thu nhập chúng ta vẫn thấp? Nói chung là nó dẫn đến từ cái vấn đề trình độ sản phẩm của chúng ta, tức là sản phẩm sức lao động của chúng ta không tốt thì thu nhập chúng ta thấp. Nhưng mà tức là gói gọn lại thì tôi muốn nói để cho các bạn khỏi phải phủ định, tất cả chúng ta đều là những người bán hàng. Các bạn đi làm công nhân thì các bạn đi làm công ty thì các bạn cũng là người bán hàng. Các bạn đấy là cái sản phẩm của các bạn là sức lao động. Còn trên phạm trù mà nói thì là tất cả những gì tôi biết và tôi chia sẻ thật sự cho mọi người, dựa trên cái vốn hiểu biết và những gì tôi đã làm được, tôi không giấu mọi người một cái gì. Thì đại ý là bạn gì bạn đặt câu hỏi khi tôi quay mộc hương này này, bạn ấy hỏi cái câu là tại sao em có 8 cây mộc, em trồng được 4 năm mà em đăng bán mãi mà cũng không có ai hỏi. Xong rồi bạn tôi yêu Việt Nam, bạn bình luận phía dưới, bạn ấy bảo là thế bạn đăng ở cái nhóm nào. Thực ra cái việc các bạn đã bán hàng, các bạn đầu tiên là các bạn phải phải cho người ta biết là bạn có đủ uy tín hay không, thì người ta mới mua. Chứ còn cây của bạn giá nó rẻ, quyết định đầu tiên là vấn đề giá nó rẻ đã. Chứ còn bạn đăng ở trong một cái nhóm hay có một cái sản phẩm gì đấy bạn đăng thì phải đăng đúng 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 nhóm. Thì như bạn tôi yêu Việt Nam, bạn bảo là bạn đăng ở cái nhóm nào. Ví dụ như là bạn có cây mộc hương này mà trồng 8 năm hay 4 năm gì đấy, bạn có 8 cây thì bạn phải đăng ở đúng nhóm, là nhóm một hội mộc hương. Và cái đầu tiên nữa mà quyết định người ta đến hỏi thì bạn ấy, thứ nhất là cây nó đẹp, cái thứ hai là các bạn đăng được giá công khai, là giá tôi định bán là bao nhiêu rẻ thì người ta sẽ mua. Chứ bạn chụp cả ảnh cây xong rồi bạn đăng lên xong rồi bạn xì xà xì xồ xong rồi nào các bạn nhìn sang trái, thế thì người ta biết giá bao nhiêu mà người ta mua. Người ta sợ là hỏi bạn một phát rồi bạn đòi lên trên giỏi. Hoặc cũng có thể có một trường hợp rất ngu nga ngu ngơ là có thể cây của bạn cũng chả phải cây mộc hương. Đấy, tôi sợ là cái điều ý. Cái vấn đề mà tại sao bạn có 8 cây mà trồng 4 năm mà đăng mãi không có người mua, thì đầu tiên bạn phải xem là bạn đăng ở nhóm nào. Cái thứ hai nữa là bạn có đề giá cho người ta biết hay không. Người mua người ta biết được cái đấy là cái món hời thì người ta mới liên hệ với các bạn. Cái vấn đề nữa là khi người ta thấy là món hời nhưng mà qua trang cá nhân hay liên hệ với các bạn thì người ta thấy bạn nhoi nhoi nhoi, hoặc là qua trang cá nhân của các bạn thì người ta thấy là bạn toàn đăng ảnh lên ba mấy cả xăm trổ mấy cả chia sẻ tiến bịp mấy cả huấn hoa hồng mấy thế nọ thế kia, thì người ta lại không dẫn đến cái việc mua bán. Đấy, nó lại thể hiện cái sự hiện diện của bạn. Bạn hiện diện thường xuyên trên mạng xã hội hay không, và bạn đang làm cái gì để thuyết phục người ta là bạn là con người, tức là đúng, bạn có cây và giá bạn bán như này. Chứ đôi khi ví dụ như bạn cũng lằng ngoằng có thể giá hôm nay bạn ghi như thế, nhưng nên khi gọi bạn thì hoặc là đến nhà các bạn thì bạn lại đòi một cái giá khác thì nó rất là khó. Cho nên cái cách làm của mình là mình thể hiện cái sự hiện diện này, cái thứ hai là nói được làm được. Đấy, ngoài ra thì cũng tranh cãi túi bụi với những cái bọn vớ vẩn khác. Đấy thì nó mới dẫn ra cái sự minh bạch, cái sự đấy. Chứ còn đôi khi các bạn mà theo cái kiểu là ai nói gì cũng nghe, ai các bạn chê là làm củi, ừ cũng làm củi, thì người ta không tin tưởng các bạn đâu. Còn mỗi người có một cách, nhưng mà tôi chỉ bảo là như thế. Khi các bạn mà bán hàng đúng cách, thứ nhất là bạn phải thể hiện cái sự hiện diện của các bạn một cách đầy đủ. Cái thứ hai phải chứng minh cho người ta, hoặc là hàng ngày bạn phải không không đến cái mức là lúc nào cũng phải choàng tay lên một cái xe đi mượn, hoặc quần áo là vét viết các thứ, thì càng tỏ ra là bạn cứ đa cấp đa kiếp thôi. Còn mỗi người có một cách để làm sao để đối phương tin tưởng, nhưng mà dùng cái vẻ hào hoa bên ngoài, không mang lại cái giá trị đích thực cho cái người mà đối diện thì người ta cũng không tin. Cái điểm mạnh của mình từ khi mình làm là nói chung là lấy được niềm tin của mọi người là nhanh. Ví dụ một bài hai bài mà từ giọng nói của mình hoặc từ những gì mình chia sẻ lấy được niềm tin của mọi người là nó dễ. Chứ còn đối với một người sản xuất mà nói, mẹ không biết nói cái gì, xong rồi bọn
Ví dụ như là các anh em ở trong giới chẳng hạn, ví dụ nhà vườn Tuấn Phúc hoặc Quý hoặc các thứ linh tinh, người ta chỉ quay cho các bạn đây là cây mộc hương giá như thế này.